Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Xuân Mỹ đang đến nhà một người chị cùng quê rất là thân thiết. Trước cửa nhà chị thì có một cái hồ cá koi nè cả nhà, những con cá koi rất là to luôn nè cả nhà nhìn nè. Xuân Mỹ quay hồ cá này trò chuyện cùng mọi người ha. Mọi người thấy anh xã của bà chị ảnh làm cái thác nước, cả nhà nghe nó thác đổ rào rào luôn ha cả nhà. Hôm nay thì Xuân Mỹ còn một ngày nghỉ lễ, nghỉ bù 30 tháng 4, 1 tháng 5 nữa là Xuân Mỹ trở lại làm việc cả nhà. Ở đây nó có cây lộc vừng nè, cây hoa lộc vừng nè cả nhà. Đó. Hoa lộc vừng nè, cái nụ nè, và cái dây pháo đỏ. Đó. Nhà chị ở trước có cái sân vườn rất là rộng, trồng rất là nhiều cây kiểng. Và Xuân Mỹ thích nhất là cái ao cá đây nè cả nhà. Hôm nay mọi người mà đi du lịch đồ chắc là cũng chuẩn bị quay về để ngày mai mình làm việc. Còn Xuân Mỹ thì ở tại Cần Thơ thôi, hôm qua thì về quê thì quay cho mọi người xem. Xuân Mỹ có giao lưu với mọi người rồi đó, ngồi ở trong quê. Những con cá koi này là tiền triệu không nha cả nhà. Mình nhà mình mà có đất rộng á, mình làm một cái ao, làm một cái hồ cá nuôi cá koi. Xuân Mỹ rất là thích ngắm cá koi cả nhà. Những con cá rất là đẹp và to. Hồi xưa lúc mà mới thả về á là nó còn nhỏ lắm cả nhà. Nó nhỏ xíu à mà bây giờ nó to vậy á. Thích ghê luôn á. Mắc tiền lắm, cá này mắc tiền lắm. Nhà nhìn thấy đẹp không? Mấy ngày nay sau show 30 tháng 4 thì bên Trang ở Amazing cũng đã up những cái bài hát của Cường dần dần lên. Những cái video bài hát của Cường đó cả nhà, đã up dần dần lên rồi. Cái live stream mà Xuân Mỹ tiếp sóng của FC hôm bữa 30 tháng 4 là cũng YouTube cũng báo là những bài hát đó có bản quyền âm nhạc hết nha cả nhà. Xuân Mỹ ẩn đi rồi, ẩn khỏi YouTube của Xuân Mỹ rồi, bởi vì là hôm đó chỉ là share cái live stream đó để cho mọi người cùng thưởng thức cho đỡ nhớ thôi, đỡ ghiền thôi, nhất là những cô chú anh chị không có đi show ở xa rồi xem để mình cùng giao lưu thôi. Ảnh nói là nước đã giật rồi nè cả nhà, thấy nước nó giật xuống đó, nó anh chủ nhà nói là chiều hôm nay sẽ bơm thêm nước. Thích quá cả nhà, cái thác nước thích quá ha. Xuân Mỹ cho cả nhà xem những cái thông tin, tiếp tục là những cái thông tin bên Trang Hồ Văn Cường Fan Club nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị mọi thứ, mình sống trong cái cảm xúc của show 30 tháng 4, nhưng mà mình chuẩn bị cho show 28 tháng 5 tới ha. Đây nè, trên trang này chị Vi chị cũng có làm một cái tấm hình và một bài hát rồi. Chờ đông. Phần tặng quà của cô, một cô đây, những khán giả mà có mặt ở ngay chỗ đó. Các cô ngẫu hứng trên xe khi xe di chuyển đó, hát luôn hát karaoke luôn, thấy cưng không? Cưng không cả nhà? Hôm qua sau cái buổi live stream hôm qua, Xuân Mỹ live stream giao lưu với mọi người thì có hai khán giả Xuân Mỹ đói đó, một cô ở Cần Thơ và một anh ở đây, cả nhà thấy dễ thương không? Một anh ở Sài Gòn và một cô ở Cần Thơ đã kết nối xong với bạn Hồng Phước Đặng
FC miền Nam để đặt vé cho show 28 tháng 5 nha cả nhà. Hiện tại bây giờ nhiệt độ ở ngoài trời là, cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, cả nhà đợi Xuân Mỹ, Xuân Mỹ cập nhật thời tiết của Cần Thơ hiện nay là bao nhiêu nha. Hôm qua có xíu mưa cho nên giờ này có 34 độ nha cả nhà. Đó. Trưa và chiều, chiều 36 độ tức là sau. Bây giờ là gần 12 giờ nè. Chiều thì tối thì 27 độ. Tối á, ban đêm á, còn chiều là nắng mà 1 giờ tới 4 giờ đó thì 36 độ nha cả nhà. Hiện giờ là 34 độ là vì trời có chuyển mưa. Xuân Mỹ xin chia sẻ lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 nha. Khán giả nào mà có sử dụng không sử dụng Facebook mà muốn đăng ký với FC để cùng đi show 28 tháng 5 thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913136109. Và Xuân Mỹ nhắc lại với mọi người là YouTube đã thông báo bản quyền của cái show ở mấy viên show rồi, cho nên là mọi người lưu ý nha, đăng nhạc bài hát của Cường thì coi chừng bản quyền, lưu ý bản quyền âm nhạc mình dễ bị bản quyền ha cả nhà. Hôm qua phải nói là rất là vui khi kết nối được với khán giả đặt vé. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi show 28 tháng 5 thì mọi người nhớ ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official tiếp nha. Nè, 140.000 sub thúc đẩy bài Vầng Trăng Cô Đơn với lại khúc hát ân tình lên nha mọi người. Vầng Trăng Cô Đơn thì hôm nay 596.000 lượt nè, khúc hát ân tình thì 463.000 lượt xem. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 rồi. Mọi người có cố gắng nghe để tới ngày 28 tháng 5 bài Vầng Trăng Cô Đơn đạt triệu view làm quà tặng cho cậu Út Gò Công về miền Tây đây. Sẽ có những cái bài hát về miền Tây, hôm qua thì Xuân Mỹ đón ha. Có một bài nó có cái tựa đề là Về Miền Tây là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống đó cả nhà. Rồi bài Miền Tây Quê Tôi, Buồn Con Sáo Sậu, chắc chắn là sẽ có bài Buồn Con Sáo Sậu bởi vì đông đảo khán giả yêu cầu và mê cái bài đó quá trời quá đất luôn rồi. Và bữa đó là Cường hát mở đầu mấy cái câu đầu là chưa có nhạc nổi lên á, hát chai á, quá trời ngọt luôn, ngọt liệm rụng rúng rụng tim gì hết cả nhà. Nói cho vui như vậy để thấy là cái chất giọng ngọt ngào của cậu Út dân ca thì không lẫn vào đâu được ha. Và từ cái câu những câu hát chai thì ban nhạc trống đồng điệm đàn luôn và Cường hát hết bài luôn, rất là vui, tỏ lòng mong mong mỏi của fan ha. Nội tôi hay bà Năm gì thì Xuân Mỹ thấy là hát vào show rồi đây nè cho cả nhà xem fan chụp những cái bức ảnh ở mấy riêng show nè cả nhà. Xỉu úp xỉu đau luôn đó. Có ai yêu không? I love you. Cả nhà thấy anh chủ nhà cho nó ăn ném nè cả nhà, quá trời thấy cưng to quá trời to luôn mấy con cá coi. Loài cá thì nó có sự dễ thương của loài cá nha, còn Út Gò Công thì có cái độ dễ thương của Út Gò Công nha cả nhà đó, hết sức là cute. Fan làm cái series hình này thấy rất là dễ thương, nhiều biểu cảm khác nhau. Và có một cái tấm hình là Cường đứng trên sân khấu khoanh tròn cái tay lên hình trái tim với khán giả đó cả nhà. Xuân Mỹ có cho cả nhà xem đó. Đó nè, vơ cái hình đèn led ngôi sao Hồ Văn Cường nữa đó nha, thích quá nha cả nhà. Để Xuân Mỹ zoom cho cả nhà xem có cái thác nước và có cá luôn.
Nghe cái thác nước róc rách là thấy mê rồi. Rồi xem tiếp thông tin khác. Và ngày mai là bạn Mạnh Cường nè, buồn con sáo sậu nè, đang hát buồn con sáo sậu đó. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Ngày mai thì bạn Mạnh Cường, con trai của Xuân Mỹ, trở lại học và thi, bắt đầu thi học kỳ 2 với môn Anh Văn. Anh Thọ Nguyễn thì Việt Kiều ở Úc có một cái bài thơ hôm qua Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, với cái câu là giao hòa duyên khán giả thông qua giọng người hát hồ, giao hòa khán giả giọng hát Hồ Văn Cường, chuỗi nhạc cùng mây. Giờ Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe ha. Đây, Cần Thơ gạo trắng nước trong, mây trời dạch lối thông dong Cường về. Giao long vượt biển lên rừng, hòa mây Đà Nẵng hiệp cùng lâm viên. Khán đài lấp lánh sao truyền, giả kiều long ngọa chân đồi ngàn thông. Qua từng kỳ diễn chờ mong, giọng ai thêm ấm thêm say lòng người. Hát từ tim rạng vui tươi, hồ thu gận sóng mây chiều lặng nghe. Văn phong thanh tú tặng đời, Cường tâm xanh chuối trải dài Bắc Nam. Chuỗi ngày hạnh phúc đồng cam, nhạc lòng muôn thuở cảm trao thai lòng, cùng chung ước mộng muôn nơi. Mây xanh nõn chuối đưa Cường bay xa, giao hòa khán giả giọng hát Hồ Văn Cường, chuỗi nhạc cùng mây đó cả nhà. Và những cái tấm ảnh. Cảm ơn anh. Hôm qua thì phần giao lưu trong buổi live stream của Xuân Mỹ thì cũng có Tony Bảo Phạm tham gia, và Tony Bảo Phạm bảo là xem Cường như một đứa em trai, trước đây có những cái hiểu lầm, nhưng mà bây giờ thì Tony đã hiểu và cảm thấy thương Cường hơn. Show nào, mấy show trước rồi và cho tới bây giờ thì show nào Tony cũng gửi tặng cho Cường 5 triệu. Và show Cần Thơ này là Tony cũng hẹn 5 triệu. Rồi bạn ấy cũng có cuộc hẹn là hè, nếu mà sắp xếp được hè về chơi đó cả nhà. Nếu mà có ngay show nào của Cường thì bạn ấy sẽ đi. Theo Xuân Mỹ nắm được thì cô Hoa Kim, một khán giả ở Tây Úc về đi show Đà Lạt, thì cũng đã đặt vé show Cần Thơ 28 tháng 5 này. Hôm qua thì Xuân Mỹ cũng có nói chuyện với một cô khán giả ở Melbourne. Cô nói là cô đã đặt vé rồi nhưng cô chưa có book ngày. Bởi vì là cô thấy ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này nghe nói dịch Covid cho nên là cô dời lại. Thì qua lễ cô sẽ sắp xếp, nếu mà về được thì cô sẽ đi show 28 tháng 5 đó cả nhà. Đó là bài thơ của anh Thọ Nguyễn ha. Rất là hay. Có khán giả cảm nhận show Hồ Văn Cường 30 tháng 4 dấu ấn anh Ba Khía cùng với ca nhạc sĩ Sơn Hạ, buồn con sáo sậu, hát mộc, hát chai, hút đầu. Đề nghị show sau ban nhạc chơi điệm nhẹ nhẹ để nổi giọng bé Cường lên, rồi tới bài Nội Tôi, rồi Thương Về Miền Đất Lạnh, tôi ngẩn ngơ luôn vì quá hay mà. Rồi Chờ Đông, rồi Đêm Tâm Sự, Tình Thấm Duyên Quê, Tiếng Hát Chim Đa Đa, anh Ba Khía, Nội Tôi, Đà Lạt Hoàng Hôn, Chuyện Ba Người, Khúc Hát Ân Tình, Buồn Con Sáo Sậu, Một Lần Gian Dở, Vầng Trăng Cô Đơn, 13 bài. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời ha cả nhà. Rồi như vậy là khép lại show diễn 30 tháng 4. Rất là nhiều. Có khán giả Lâm Hồng Diễm thì viết nè: mong chờ những ca khúc tuyệt vời, sứ giả cảm xúc của lòng tôi, Đà Lạt thêm một lần bùng nổ, xanh chuối phủ xanh cả núi đồi. Mau phát hành những ca khúc show 30 tháng 4 của hai anh chàng này ở mấy xin ơi. Hôm ấy công nhận lạnh ghê, tình cảm bé Cường và nhà xanh chuối thì đông đầy, ấm áp xua tan cái lạnh của Đà Lạt, phong cảnh hữu tình. Tình người, tình đất nơi ấy tôi mãi nhớ, lại thêm một kỷ niệm đẹp trong đời.
và bạn ấy cũng dẫn cái bài mà cái tút của mấy Huso và đăng mấy chục tấm hình đó cả nhà. Đó là những cái thông tin, và bên SC miền Nam thì cũng đã công bố thông tin chi cho tiền thuê xe cả nhà. Khi mà khán giả đi show 30 tháng 4 thì SC đã chi xe hết 60 mấy triệu tiền thuê xe đó, mỗi chiếc là 20 mấy triệu đó cả nhà, mấy ngày đó. Rồi đó là bên thông tin bên Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Page. Có khán giả hỏi Xuân Mỹ, cái trang này là Hồ Văn Cường Fan Page nha. Là Cường sẽ chia sẻ những cái show diễn nè, show diễn của Cường. Và có một cái chiếc video nè, một clip dễ thương của hai chú cháu trong show diễn tối 30/4. Là bài Anh Ba Khía đó cả nhà. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng. Dễ thương ha cả nhà. Đây. Rồi cái hình mà Đà Lạt, hôm bữa Cường xuất hiện ở Đà Lạt trước bữa 29 đó cả nhà. Rồi giờ để Xuân Mỹ vào cái hình của show 30 tháng 4, show 28 tháng 5 tới, để mọi người cùng cùng xem lại sơ đồ vé. Rồi đây, show 28 tháng 5 ha, Hồ Văn Cường 28 tháng 5 live show Cần Thơ ở Lava Lay ha. Ở đây là sơ đồ vé nè. Đó, cái vé vàng là còn có 5 vé thôi nha. Rồi ba loại vé, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 1, 850, 650. Hôm qua thì Xuân Mỹ nghe cái anh khán giả ở Sài Gòn là đặt vé 650 đã xong. Chúc mừng khán giả nào mà được mà kết nối. Rồi giờ Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Mọi người kết bạn Zalo với Xuân Mỹ nha. Và trước khi kết thúc video thì Xuân Mỹ cho mọi người nghe trong tiếng suối róc rách, mọi người nghe giọng của Hồ Văn Cường về Hải Phòng nè. Cả nhà đợi Xuân Mỹ bấm volume cho nó to lên ha. Con được đặt chân đến thành phố Hải Phòng, điều mà làm con ấn tượng nhất khi đến thành phố Hải Phòng đó là hoa phượng à. Dạ, con cảm thấy hoa phượng rất là đẹp và rực rỡ. Đó, cả nhà thấy không? Hoa phượng đẹp, đỏ và rực rỡ, và bây giờ là tháng 5. Tháng 5 là mùa hoa phượng nở, mùa báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến và một mùa thi cũng lại bắt đầu. Tuy nhiên, fan của Cường đang háo hức chờ đợi show 28 tháng 5 trong mùa hè rực đỏ với những cái cây hoa phượng đỏ rực trời. Và video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc nha cả nhà. Xuân Mỹ rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official. Và nhớ là ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Nhớ bấm like video của Xuân Mỹ nha cả nhà. Đây, tiếp tục đẩy view của mấy bài hát lên. Theo dõi kênh Cường trước khi đi show. Rồi, Xuân Mỹ cho cả nhà xem cá coi một lần nữa. Đây. Rồi, Xuân Mỹ xin chào tạm biệt. Chúc cả nhà có buổi trưa ngon miệng, ấm áp bên gia đình, người thân. Xin chào ạ.